Rồi, Thánh Ngân mời chị. À, rồi, Thánh Nguyên, mến chào chị đã đến với kênh của Thánh Nguyên Kết Nối Yêu Thương. Xin chào em. Dạ, trước tiên thì chị gửi lời chào tới cho quý vị cũng như là mọi người đang xem chương trình của Thánh Nguyên vài điều ha chị ha. Thì, xin chào cộng đồng anh em, chú bác ở cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Dạ. Và chào thân thương với dạ. Chị chào, chị chúc cho gia đình của Thánh Nguyên luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Dạ, yeah. Cảm ơn chị rất nhiều. À, ngày hôm nay thì chị đến từ từ Bến Tre. Bến Tre. À, là chị đi cùng với cô Nga đó ha. À, đi. Dạ, dạ. Yeah, yeah. Rồi thì bây giờ chị cho em hay nào, họ tên của mình là như thế nào và sinh năm bao nhiêu hay chị ha? Cô là Trần Thị Lệ Mai, sinh năm 1965. À, Trần Thị Lệ Mai. Bến Tre. Vậy thì cô muốn Thánh Nguyên gọi bằng chị cho trẻ hay là gọi bằng cô nào? Chị đi. À, mừng chị đi ha. Dạ. Yeah. Cái tình trạng hôn nhân của chị Mai là như thế nào? Chị cho Thành Nguyên hay nào? Chị ly hôn với chồng hôm nay là 4 năm. 4 năm. Chị cũng không có tính lập gia đình nữa. Vậy hả? Nhưng mà cũng như chị có 2 đứa con. Dạ. Yeah. Đứa là gái mà lập gia đình cũng có 3 đứa cháu ngoại rồi. Dạ. Yeah. Nó riêng tư rồi. Dạ. Thì giờ còn thằng trai nó sống chung với chị. Là cũng như nào giờ chị mà chỉ nuôi con trai chị. Mà hôm nay thì nó cũng đi làm việc. Dạ. Nó đi làm việc rồi. Thì chị thấy mình cũng nhìn cái chương trình của Thành Nguyên á, chị thấy cũng thích thích. Tại vì chị thấy hình như là lên đây là người thật. Dạ. Ít có người giả tạo phải không? Dạ. Rồi chị muốn kết nối yêu thương của Thành Nguyên á, yeah. Là chị muốn kiếm một người là lớn hơn chị khoảng 4 năm tuổi. Rồi cái vấn đề đó thì lát nữa Thành Nguyên sẽ hỏi sau ha. À. Rồi cho Thành Nguyên hỏi là chị Mai hiện tại bây giờ có làm công việc gì không? Chị hiện tại giờ chị đang làm ở khách sạn. Công việc cụ thể là nó như thế nào hả chị ha? Thì tiếp tân em. À, tiếp tân hả? Dạ. Yeah. Rồi cái thu nhập như thế nào chị Mai có thể chia sẻ cho Thành Nguyên chút xíu nè. Chị là mỗi tháng là được 6 triệu. Là cố định như vậy rồi đó ha. Dạ. Khi mà chị Mai đến với chương trình của Thành Nguyên thì các con của chị cũng như người thân có ai biết và ủng hộ chị không? Có, con trai chị biết. Là hiện tại chị đang ở chung với con trai. Ở chung với con trai. Nhưng mà chị cũng đi làm rồi, con trai chị cũng đi làm rồi, đóng cửa nhà thôi. Dạ. Rồi trong khoảng thời gian mà chị chia tay với chồng xong đó thì chị có tìm hiểu thêm ai khác không? Không, chị không có tìm hiểu ai. Chị nghĩ là chị sống vậy để nuôi con mình lớn khôn nên người thôi, chứ chị chưa nghĩ tới ai hết. Dạ. Lúc nãy Thành Nguyên nghe chị chia sẻ rằng là chị tính ở vậy. Thế rồi sau khi mà xem chương trình của Thành Nguyên thì giống như có cái động lực hả hay sao? À, đúng rồi. Dạ. Thì Thành Nguyên cũng hy vọng rằng là sau chương trình này thì mình sẽ tìm được cái ý trung nhân như mình mong muốn ha chị ha. Dạ. Rồi thì chị Mai cũng đã ghi thông tin và cũng đã ký vào cái bản cam kết của Thành Nguyên luôn đây. Dạ. Thì chị thấy cái bản cam kết đó nó có vướng mắc gì đối với chị Mai không ạ? Không, chị không có vướng mắc gì hết. Dạ. Thực ra thì cái bản cam kết này Thành Nguyên cũng nói trên khá là nhiều cái clip khác rồi. Dù không muốn nói nhiều nhưng mà Thành Nguyên vẫn cứ nhắc, bởi vì là có một số cô chú anh chị mới vào sau đó, chưa biết được cái chương trình của Thành Nguyên là cái thủ tục và cái cách làm như thế nào. Thì hôm nay thì Thành Nguyên cũng chia sẻ rằng là khi mà quý vị đến với chương trình của Thành Nguyên thì điều đầu tiên là mình sẽ phải đến trực tiếp để ghi hình phỏng vấn. Việc thứ hai nữa là sẽ ghi những thông tin cũng như là ký vào cái bản cam kết mà Thành Nguyên đã lập ra. Thành Nguyên làm cái điều này thì Thành Nguyên muốn tốt cho tất cả mọi người thôi. Ai đến đây cũng chia sẻ thật lòng thì đối phương của người ta cũng sẽ tin tưởng hơn. Còn các cái hình thức khác như là qua Zalo, qua điện thoại hay gửi hình ảnh này kia cái nọ thì tất cả đều không hợp lệ. Và Thành Nguyên không có nhận kết nối qua kiểu đó. Cũng như là xin số điện thoại thì Thành Nguyên cũng không có cho được. Trừ khi nào mà đã lên chương trình của Thành Nguyên thì Thành Nguyên sẽ kết nối và sẽ cho số điện thoại sau. Vâng, cho nên là quý vị nào mà đi được thì hãy gọi điện cho Thành Nguyên, còn nếu mà không đi được thì cũng không cần phải gọi, bởi vì nó sẽ làm mất thời gian cho cả hai.
Ok rồi, bây giờ thì em sẽ vào cái vấn đề chính ha chị ha. Hôm nay là chị Trần Thị Lệ Mai đến từ Bến Tre, thì chị đến đây với chương trình của Thái Nguyên thì chị mong muốn bày tỏ như thế nào tới cho các anh nào? Chị mong muốn như thế nào? Chị muốn tìm một người là để sau lúc tuổi già là hai người là lo lắng cho nhau thôi. Mà anh đó phải là thật lòng là thương yêu chị. Tại vì chị sống với chồng chị, chồng chị trăng qua quá là chị mất hạnh phúc, cho nên giờ chị muốn kiếm người thật lòng vậy đó. Cái độ tuổi của các anh là từ bao nhiêu cho đến bao nhiêu chị hả? Thì khoảng 65 trở lại. 6 năm đổ lại. Chị năm nay cũng 58. 58 rồi. Chị có mong muốn về cái công việc cũng như là về cái điều kiện của người đàn ông đó như thế nào không? Thì thí dụ như cái anh đó thì cũng có công việc ổn định. Chị thì chị cũng không mong muốn gì hơn, nếu mà hợp nhau sống nhau có hạnh phúc thì được rồi. Còn về cái ngoại hình, về cái điều kiện gia đình người đó sao chị mong muốn ra? Xấu đẹp về là cao thấp mập gầy gì đó có quan trọng gì không? Thì cũng coi được. Coi được là được ha. Thì cũng coi được. Sau này mà kết nối thành công thì chị tính sẽ về bên anh hay là anh sẽ theo chị về hay sao? Tùy em, tại vì ví dụ như mình sống hợp thì mình sống đâu cũng được. Có nghĩa là chị cũng có nhà Đó. và chị đang ở với con nhưng mà anh vẫn có thể về đó được, không có vấn đề gì hả hay sao? Chị theo chị ý chị thì chị muốn là như hai người sống riêng, chứ thí dụ cứ vợ con thì để cho con sống ở nhà đó, còn chị thì muốn sống riêng. Thì cái vấn đề đó thì Thành Nguyên hỏi vậy thôi, còn sau này mà kết nối thành công với ai đó thì lúc đó mình hãy tính ha chị ha. Anh chị tự bàn bạc nhau. Cái điểm mạnh và điểm yếu của chị Mai là như thế nào, chị chia sẻ thêm cho Thành Nguyên xíu nào. Sống ở gia đình chị ở nhà thôi, chị cũng không có làm gì, cũng như chị đi làm cho chị không có năng khiếu gì. Còn cái điểm yếu thì có điểm yếu gì không? Không em. Rồi thì Thành Nguyên tóm tắt lại cái buổi phỏng vấn của chị em mình ngày hôm nay chút xíu ha. Chị Mai mong muốn tìm một người đàn ông có thể hơn chị khoảng 5-7 tuổi gì đó. Nhưng mà ít hơn hoặc bằng thì sao? Không, em chị không thích nhỏ hơn chị thích lớn hơn, thí dụ 1-2 tuổi cũng được. Lớn hơn 1-2 tuổi cũng được. Nhưng Chứ bằng mà hay là ít hơn thì cũng được. bằng Rồi. cũng được, từ bằng trở lên, chứ nhỏ hơn chị không chịu. Rồi. Công việc của người đàn ông đó thì nói chung là phải có để sau này cũng không có về làm gánh nặng của ai ha chị ha. Đúng rồi. Đây hình thức thì cũng nhìn được là được rồi. Còn cái chuyện mà chị về ở bên kia hay là bên kia về với chị ấy, thì sau mình tính sau. Rồi thì những cái tâm tư, những cái tình cảm của chị Mai thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Rồi sau ngày hôm nay thì Thành Nguyên sẽ đăng lên, rồi có anh nào mà thấy chị Mai dễ thương, dễ mến mà thấy phù hợp đó thì cứ đến gặp Thành Nguyên, rồi Thành Nguyên sẽ làm cái nhịp cầu nối thôi. Thì cuối chương trình chị Mai có điều gì đó muốn nhắn nhủ riêng tới cho các anh cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nào. Chị cũng mong là chị sớm gặp được cái người mà chuẩn mực và thương yêu mình hết lòng vậy đó. Chị vậy thế ha. Thật sự ra là phụ nữ Thành Nguyên cũng thấy có một cái điểm chung rằng là khi mà đi kết nối để mà tìm người thương đó thì ai cũng mong muốn là tìm một cái người mà thương yêu mình thật lòng. Chắc là cũng có thể trong cái khoảng thời gian trước đây phụ nữ mình chắc là cũng chịu nhiều thiệt thòi ha chị ha. Rồi bây giờ mà thấy ai mà vũ phu rồi rượu chè cờ bạc hay là có những cái tệ nạn gì đó thì thấy các chị cũng rất là sợ. Cho nên là mong muốn tìm được anh nào mà ít những cái thói hư tật xấu đó thì rất là vui. Đây là ok. Ok ha.
Rồi thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận cái tâm tư, cái tình cảm của chị Trần Thị Lệ Mai ở đây. Rồi có gì sau ngày hôm nay thì ai kết nối với chị thì Thành Nguyên sẽ cho chị hay, hai chị ha. Dạ. Cuối chương trình thì chị Mai có điều gì đó muốn nhắn nhắn nhủ riêng tới cho các anh cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều không? Chị cuối chương trình thì chị cũng nhắn nhủ cho mấy anh chị ở hội đồng mạng á, thì có thích chương trình này á, thì đến với Thành Quen. Dạ. Với sau là chị chúc cho cộng đồng mạng á, là nhiều sức khỏe, Dạ. với chúc gia đình em dồi dào sức khỏe và hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi thì những tâm tư, những từ tình cảm của chị Trần Thị Lệ Mai đến từ Bến Tre thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây. Thì công việc của chị Mai thì cứ chờ thông tin thôi. Để có gì thì Thành Nguyên sẽ cho chị hay ha. Dạ vâng, kính thưa vị. Những gì cần hỏi thì Thành Nguyên cũng đã hỏi rồi. Còn bây giờ thì Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ, quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật chuông kế bên để không có bỏ lỡ một cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị. Rồi, em cũng chúc cho chị Mai trên đường về bình an ha, và sang năm mới thật là nhiều sức khỏe và sớm tìm được cái ý trung nhân như mình mong muốn. Cảm ơn em. Cái chị ha.